Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình sinh tồn trong tận thế zombie ha. Hôm qua thì lái máy bay đi tìm cái biệt thự và mình phát hiện ra là ở cái biệt thự trong rừng đó zombie xuất hiện rất là ít luôn. Rồi giờ mình có nên dời qua đó sống luôn không ta? Nhiều khi sống ở đó nó còn dễ thở hơn nhưng mà không được. Chỗ này nó cũng gắn bó mình một thời gian rồi, bỏ cũng không nỡ ha. Thật là khó để quyết định quá đi. Và ngoài ra thì trong chuyến khám phá đó thì mình còn nhặt được một cái khẩu rocket launcher nha. Đây là một loại súng có thể bắn ra những cái đầu đạn rocket nè. Rất là lợi hại luôn. Và với cái đầu đạn này thì mình còn có một cái lựa chọn nâng cấp nữa, là nâng cấp những cái đầu đạn hạt nhân nha. Đây, đầu đạn rocket hạt nhân nè. Nó đổi màu một xíu thôi nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất là mạnh đó. Cái loại đạn rocket này thì mình vẫn có thể làm được nha. Mình chỉ chịu khó là mình làm những cái uranium enrichment này thôi. Cũng khá là dễ đó. Lúc trước mình có hay đào mấy cái quặng uranium mà mình bảo với các bạn là sau này sẽ cần đến á. Thì hôm nay nó thật sự cần rồi nè. Đâu rồi uranium? Ôi giời ơi, mình có 9 cái thôi. Ít xỉu à. 9 cái để coi coi. 9 cái thì mình làm được bao nhiêu ta? Cái này cho vô cái bàn làm hóa học thì nó ra tới ba cái yellow khác lận. Được phải. Được nhá. Reaper acid, mình cần phải có Reaper acid nữa. Đi rồi. Trong đây còn bao nhiêu cái vậy? Trong đây còn 2 xô Reaper acid. Để mình múc hết luôn đi, bỏ ổ. Cái xô rồi. Đi múc. Múc Reaper acid đổ vô đây. Giờ thì mình sẽ chuyển sang mình cho Reaper acid vô trong lại. Để làm cái nhiên liệu thôi. Đó, có nhiên liệu nè, mình sẽ cho uranium vô. Đấy. Nó đang bắt đầu quá trình rồi. Ta-da! Được 3 cái yellow khác rồi ha. Tốt. Tiếp theo thì từ yellow khác mình cần phải cho qua cái máy bên này. Đây, cái máy bên này nè, để làm được cái cục xanh xanh chính giữa. Uranium enriched ha. Tên hơi khó động xíu. Rồi, giờ thì mình sẽ múc ngược lại cái Reaper acid cho vô đây. Cho nó làm hết đi. Tổng cộng thì mình sẽ được bao nhiêu đây ta? 9 x 3 là mình được hai cỡ 27 cái yellow khác đó nha. Cũng khá là nhiều ấy chứ. Trong đây còn mấy xô vậy? Trong đây còn tới 5 xô lận. Rồi, trong đây còn ít nè, chắc mình rút ra được không ta? Không rút ra được rồi, vậy là bắt buộc phải bỏ rồi, ổn quá à. Thiệt luôn á. Tại vì để làm ra cái enriched uranium thì mình cần phải cho nước vô ha. Nên bắt buộc phải bỏ hết cái Reaper acid rồi. Ổn ghê á. Chơi. À đây rồi, nước đang vô nè. Hợp lý nha, nó không có hiện lên này hàng gì, mình thấy nó sai. Rồi mình thử cho những cái yellow khác vào. Ở đây yêu cầu mực nước của nó là bao nhiêu phần trăm? 30% ha. Và bên cái reaction chamber heat wave focus thì mình sẽ nâng lên mức là 7. Phải đúng thì nó mới tạo ra được. Nó giờ thì nước nó đã chảy vô rồi nè. Và như vậy thì mình sẽ tạo ra được những cái... Ôi, thời gian nó mất khá là lâu nè. Những cái enriched uranium ha. Quá là đã luôn. Thôi có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu trước đi ha. Một cục enriched uranium mình sẽ kết hợp với cỡ một cái con chip nè. Hai con chip luôn. Đồng thời là phải có thêm những cái lead blade ha. Lead thì mình lấy lead mình đi đập. Ta-da! Chúng ta sẽ có được hai cái đầu đạn hạt nhân. Trời đất ơi. Hơi căng. Rồi giờ thì mình sẽ kết hợp lại như vậy để tạo ra những cái đầu đạn hạt nhân thật sự ha. Và vũ khí hạt nhân thì mình sẽ không nên test ở nhà đâu, vì nó cực kỳ nguy hiểm. Và chắc lần này mình sẽ mặc cái set đồ exoskeleton đi. Hôm nay mình sẽ trở lại với set đồ này ha.
Tại vì thử đạn hạt nhân nên nó cũng hơi sợ sợ á. Nhỡ xui xui mình bắn phát xong mình quyên sinh luôn rồi sao? Đâu có được. Và điều quan trọng hơn là mình sẽ không test gần nhà mình đâu nha. Nguy hiểm lắm. Mình sẽ test ở một chỗ khác đi. Chỗ nào xa xa nhà mình xíu cho nó an toàn á. Bên đây được chưa nhờ? Trước tiên thì mình bắn cái viên đạn này trước đã. Bắn bỏ đi ha. Rồi bây giờ súng mình chưa có đầu đạn hạt nhân nè. Mình cần phải chế tạo ra thì mới được. Đây, đầu đạn hạt nhân được làm như vậy. Gắn vô cây súng. Tan 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 tan. Súng mình đã có đầu đạn hạt nhân rồi kìa. Ui, cái đầu nhỏ nhỏ vậy thôi chứ ghê lắm á nha. Giờ ít zombie quá nên mình không muốn bắn sợ ổn á. Mình dụ cho nó gom gom càng đông càng tốt đi. Gom gom chung chung đi. Đúng rồi. Gom gom là đây. Kiên nhẫn xíu ha. Để sẵn đây mình sẽ test đầu đạn hạt nhân cho các bạn biết sức mạnh thực sự của đạn hạt nhân trong đây nó như thế nào. Rồi, và mình sẽ đứng ở khoảng cách xa xa nha, tránh trường hợp bắn xong mình chết luôn. Bắn thử. Oh my god. Các bạn coi kìa. Sức công hóa phá gọi là quỷ diệt luôn á. Cái núi to đùng mà nó bắn lủng lỗ. Quá trời luôn nè. Ui. Ghê hả? Nếu mà mình sử dụng đầu đạn hạt nhân này trong thành phố thì sao ta? Cái này mình chỉ còn có một đầu đạn hạt nhân thôi. Mình đã gài vô cây súng đây rồi. Thử luôn nha. Cái này là vì mục đích thí nghiệm thôi. Lắc. Trời ơi cái lỗ. Để coi coi cái lỗ này là lỗ tự nhiên nè. Cái thành phố này ban đầu nó đã lủng như vậy đúng không? Bây giờ mình sẽ thử bắn một viên vô cái tòa nhà. Tòa nhà nào? Tòa nhà cao nhất ta. Ừ, tòa này là tòa cao nhất nè. Bắn thử vô ơi. Nani? Oh my god. Các bạn cũng thấy rồi đấy. Sức mạnh của vũ khí hạt nhân đấy. Chỉ với một đầu đạn thôi mà mình có thể phá hủy cả một tòa chung cư. Quá là khủng khiếp luôn. Mình không dám tưởng tượng nếu như mà mình bắn cái viên đạn đó ở dưới căn cứ của mình thì nhiều khi mình cũng sẽ tan tành mây khói luôn ấy. Rất là đáng sợ ha. Nhưng mà đó càng chứng tỏ được sức mạnh của cái loại vũ khí này. Được. Giờ thì chắc mình sẽ về nhà nạp điện cho cái máy chế tạo ra đầu đạn ha. Chế tạo ra mấy cái mảnh hạt nhân á. Rồi chúng ta sẽ cố gắng làm thật là nhiều viên đạn đó. Để trong những trường hợp xấu số mình sẽ sử dụng nó để tấn công zombie ha. Khá là hay đó. Mình đang đợi cho nó nạp điện á. Để làm nốt cái uranium enriched cuối cùng nè. Nó phải đầy điện thì nó mới làm nổi. Còn không thôi là nó rút điện ghê lắm. Đó các bạn thấy chưa? Nó rút điện kinh khủng luôn á. Trời đất ơi. Nổ ở đây. Đừng hết điện dưới chân nha. Ok. Đi cậy dân. Trời đất ơi. Mất tiêu của tôi rồi. Ủa. Hey. Cái cục đó. Thiệt tình luôn á. Cay thế nhờ. Làm cho đã rút cuộc không có nhận được. Tức cái lồng ngực á. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lần là 12 cái. Với 4 cái lên là 16. Ồ, được gì ta. 16 đầu đạn là bắn hơi bị đã rồi đó. Làm thêm mấy cái nữa coi. Cho chẳng nhiều xíu coi. Thêm 2 lần nữa là 20. 20 cái đầu đạn hạt nhân. Ui. Được thật sự nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang bắn đầu đạn hạt nhân luôn. Không bắn rocket thường nữa. Cho nó dữ dội hẳn đâu. Tại vì đầu đạn hạt nhân có sức quỷ diệt rất là dữ ha. Rồi nạp đầu đạn vô. Nhưng mà tuyệt đối không được bắn ở đây. Bắn ở đây là end series luôn á. Mình nói trước vậy đó. Hé bé bọt. Nguy hiểm lắm.
nên hạn chế dùng nó tối đa nhất có thể, dùng trong một số trường hợp cấp bách thôi. Và trong cái ba lô của mình còn những bộ phận của cái con xương đột biến á, hôm qua thì mình có săn được. Bây giờ chúng ta cùng coi để coi skeleton đúng không ta? Skeleton, đây bộ giáp của nó nè. Wow. Ủa, cái nón không làm được à? À, cái nón là mình đội vô liền được. Cái nón là mình đội vô liền được nè. Cái áo. Bây giờ mình sẽ làm thử mấy bộ phận khác của cái set giáp này coi. Cái áo thử coi. Ồ, mình còn thiếu cái phần vai của nó nè. Cái quần thì mình có thể làm được rồi nè. Cho thử. Bữa nay mình sẽ cosplay cái con skeleton ha. Thử cái một phần khác coi, cái ổn coi. Cái ổn làm được luôn. Vậy là bây giờ mình còn thiếu cái áo thôi. Cái áo tại vì mình còn thiếu cái vai của nó nè, nên không có làm được. Khó ghê á. 6 cái xương sườn. Cái này thêm một cái vai nữa. Ok. Bây giờ đi săn con xương đột biến với mình nào. Hôm nay phải gán làm được cái bộ giáp của con xương đột biến đó mới chịu đó. Rồi, có xương đột biến không? Bữa nay là mình cần xương đột biến. Ủa, nhưng mà ví dụ mình bắn cái đầu đạn hạt nhân này thì... không, được. Nguy hiểm. Gần nhà tốt nhất không nên dùng đầu đạn hạt nhân á. Ủa, nhưng mà mình muốn thử quá à. Mình muốn thử phát coi chết hết cái đống này không á. Test luôn nha, chơi lớn á. Hy vọng là đừng có nổ sang cái nhà của mình là được. Rồi, bắn. Đồ. Các bạn thấy chưa, tan xác hết luôn kìa. Con xương đột biến cũng đi luôn. Lượm cái đầu nó. Cái vai của nó đâu? Đây, cái vai của nó đây. Ghê chưa? Cái này chắc là mình cho nó làm vũ khí cấm đi. Chứ nó quỷ diệt quá à. Nó không có phân biệt. Ui da. Ui, nó bắn mình suýt nữa đi luôn rồi. Kìa, cái lỗ to đùng luôn. Wow. Hên là mình không có bắn gần nhà đó. Mình bắn chắc cái căn cứ của mình nó đi trong một nốt nhạc đấy. Khủng khiếp thiệt. Rồi, một đầu đạn kết thúc được cả đống con quái là cũng ok rồi. Tiết kiệm thời gian. Bây giờ thì xuống căn cứ mình sẽ làm xương sườn cho con... Ủa, cho bộ giáp nè. Rồi làm cái phần cánh tay của nó. Rồi kết hợp lại để được cái áo giáp ha. Đây, chúng ta đã hoàn thành xong công đoạn chế tạo áo giáp skeleton rồi. Wow. Nhìn cũng khá là đặc biệt đó chứ. Ủa, sao mình treo lên được mà lúc mình đội vô thì nó không có hiện lên á. Kỳ ghê á. Mình treo lên thì được nè. Đó, các bạn cũng thấy rồi đó. Đây là bộ giáp của con xương đột biến á. Đấy. Cũng khá là chất chơi người chơi đấy chứ. Nhưng mà tiếc thay là nó không có được mạnh cho lắm á. Chắc ít hôm nữa là mình sẽ làm một cái căn phòng trưng bày áo giáp nè. Cũng như là những cái loại vũ khí ha. Chứ bây giờ giáp với vũ khí mình toàn là trưng trên cái sảnh chính nè. Cũng như là trong rương thì nó hơi phí. Nên sắp tới chắc mình phải làm một cái căn phòng trưng bày mới được. Còn bây giờ thì mình sẽ cố gắng làm nốt mấy bộ giáp còn lại mà lúc đầu mình chưa kịp chế tạo. Nó bao gồm những cái bộ đây. Mấy bộ giáp này nè. Coi trông thì cũng có vẻ khá là đẹp đó. Sức phòng ngự thì mình nghĩ nó cũng rất là tốt đấy nha. Không thể khinh thường được đâu. Nhưng mà nó cần khá là nhiều những cái fire glass á. Nãy giờ nó nấu cũng được một lúc rồi đó. Chắc giờ cũng đó, được mười mấy cái bột nhộm rồi. Mình sẽ chế tạo lần lần đi ha. Rồi, có len màu xanh rồi. Giờ thì mình sẽ chế tạo bộ giáp. Tên đầy đủ của nó là Sugar Nautilus. Đây là Sugar Nautilus màu xanh á. Nó còn có phiên bản khác nữa là làm từ len màu nâu á. Nhưng mà thôi, mình làm màu xanh đi. Tại vì đây là màu mình có. Mình sẽ làm trước cái nón đi. Đấy, có cái nón rồi nè. Giờ làm tới cái áo. Có cái áo nè. Nhưng mà hết len rồi. Để mình lấy thêm bột nhộm. Làm nốt cái quần với cái ổng nữa mới được. Đây, cái quần. Và cuối cùng là cái ổng. Đó, xong rồi. Trong tích tắc thì mình đã full được cái set đồ Just
Gnawut. Cái tên đó hơi khoai một xíu á, nhưng mà mình nghĩ mặc vô sẽ rất là đẹp á nha. Nhìn nó giống như bộ đồ của quân đội á, kiểu như vậy. Mình rất là thích cái phong cách đồ như vậy luôn. Test là phải test trực tiếp trên quái luôn. Ôi trời sáng hả? Hết chim bay rồi. Mặc vô thử coi. Ui, lại là một cái nón trùm kín đầu nữa. Hôm qua nay mình làm hai bộ giáp trùm kín đầu rồi. Giờ tới cái áo coi. Wow, cái giáp này mặc vô nhìn lực thiệt sự á. Ghê nha. Nhưng mà có điều mặc set đồ này vô nó hơi nặng thì phải. Mình bay không nổi luôn nè. Mặc set đồ này vô cảm giác như bị béo phì ấy. Có coi quýnh đau không? Ui da, da, sao? Sao nó bắn mình đau vậy? Ui vô. Ui nhìn lực mà sao ăn đạn mau mất máu vậy? Bay không nổi luôn nè. Chết rồi, xích đồ này mặc vô là mình bị béo phì rồi. Mình bay không nổi luôn. Ui cha, căng vậy. Có tên nào cầm súng bắn mình á? Cậy thì chứ, trời đất ơi. Nhìn xích giáp gì mà tưởng không thể tin là nó lại yếu như vậy luôn. Màn đét ơi, thất vọng chàng trề, vừa nặng nề mà vừa yếu nữa. Thiệt luôn á, đừng để vẻ bề ngoài nó đánh lừa nha các bạn. Mình là một ví dụ điển hình đó, bị bịp rồi. Dẹp không có mặc giáp này nữa. Giáp gì đâu mà nặng, chạy cũng không nổi luôn. Mặc dù có hiệu ứng tốc độ cấp độ 2 nè. Mà coi mình chạy nè. Cái này mà zoom bay nó dí thì chắc nha. Bị nó quýnh cho sắp mặt luôn á. Ô là trời. Ôi, hàng chân bay cấm đụng vào. Đụng vào là bị zombie nó quýnh cho sắp mặt đó. Thôi vẫn tốt nhất là mình nên mặc set exoskeleton chạy cho nó nhanh, bay cho nó nhanh ha. Hôm nay chế tạo bộ giáp không ưng ý cho lắm rồi đó. Các bạn còn nhớ cái đường hầm mà lần đầu tiên mình đi khám phá mình bỏ sót một vài khối kim cương không? Hôm nay thì mình muốn bay trở lại đó để mình kiếm lại đồ á, cũng như là trả thù. Tại vì lúc đó là mình hoàn toàn không có khả năng chống trả luôn. Kiểu mình bị yếu á. Bây giờ thì mình đã khỏe hơn tí rồi, vũ khí cũng xịn hơn rồi, nên mình muốn trở lại đó để phục thù ha. Để mình xác định coi cái chỗ đó nằm ở đâu cái đã. Ồ, ở đây có cái thủy cung luôn nè. Ui đã nha, một chỗ làm dấu mới được. Ok, hai cái thủy cung luôn, what the hell. Hai thủy cung một lượt kế bên nhau luôn. Wow, hình như gần tới rồi nè. Đây rồi, gần tới rồi. Gần tới cái chỗ bắt đầu của mình rồi nè. 5 minutes later. À đây rồi. Cái nhà ga nè. Mình đã tìm ra rồi. Men theo cái đường này thôi. Oh, trước mặt mình có zombie nó cản đường kìa. Dám cản trở giao thông. Dám cản trở người thi hành công vụ hả? Bịt mắt cái gì? À, 100 mấy máu, hàng gì trâu thọt chứ. Lì, đường đó đường cồn rồi. Nữa nè. Ui sao cái đường hầm này nhiều zombie vậy? Phải không? Phải đây là cái đường hầm lúc đầu mình đi không? Ui như nó nè. Phải không nhở? Ui có zombie. Cẩn thận. Zombie trong đây hơi nhiều nha. Đây rồi. Các bạn nhớ lúc đầu mình vô đây mình ăn hành như nào không? Bây giờ đã khác xưa rồi nha. Xưa rồi diễm. Kho báu này là của tôi. Ôi chết rồi, mình bắn chết con dơi ơi. Nhưng mà mình không biết là nó giấu cái lòng spawn ở đâu ấy. Nó cứ spawn quá giật ra liên tục này. Nè. Spawn quá giật ra liên tục luôn. Hồ thủy sống dai vậy. Trời ơi, sống dai thành quyền thoại à. Đó, coi kìa, nó đẻ phù thủy liên tục luôn. Rồi, đỡ hơn rồi đó. Có vẻ là bên này vẫn còn cái lòng spawn nè. Để mình đập nó luôn. Thôi
không có làm spawn đâu. Đây 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 đây. Sao không? Giờ thì chỉ còn vô trong đó lượm kho báu thôi ha. Nói kho báu thôi chứ thật ra đây là chuyến đi để mình trả thù ha. Tại vì lúc đầu chỗ này nên là nơi mình ăn hành rất là nhiều luôn. Rất khó khăn để mình vượt qua. Rồi lấy kho báu. Cả đống xác luôn nha. Thích 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 thiệt. Rồi hình như hết rồi đó. Ngoài ra còn mấy cái rương thưởng bên này nữa. Nó sẽ có rất là nhiều khoáng sản ha. Cả những cái redstone coin nữa nè. Ui, coi kìa. EB MB9. Ồ, một vũ khí hạng nặng nữa. Ok, hết rồi. Nó sơ bộ thì có hai rương xịn, một rương trống và một cái rương dởm ha. Là xong một cái căn phòng như vậy. Nhưng mà không phải đây là căn phòng mà lúc trước mình loot hay sao ấy. Căn phòng lúc trước mình loot là một chỗ khác nữa thì phải. Để mình thử đi tìm nốt cái đó luôn coi. Coi hôm nay tìm ra không. Bây giờ mình sẽ kiểm chứng lại sức mạnh của cái đầu đạn rocket ha. Đầu đạn, ôi gì, đầu đạn hạt nhân á. Hồi nãy là mình bắn một lần có một cái chung cư đúng không? Ở đây mình phát hiện nó có một cái chung cư đôi nè. Sẽ test lại một lần nữa coi nhiều khi hồi nãy bị ảo hay sao. Ui, chưa, đây nó có rương. Giờ quái bắt đầu nó hết sợ mình rồi. Kiểu nó bị trâu hơn á. Ui, con xương tốc độ. Ui da. Ui, con xương nhanh thế. Đâu rồi? Xương tốc độ nè. Ok, cái đường rống nữa. Trời ơi, cay thế. Không chấp nhận được. Dám cho mình cái rương trống hả? Thủ tiêu cái chung cư này. Mình sẽ bắn cái chung cư đó trước. Quên. Bắn chung cư đó trước đi. Oh my god. Một phát một. Mình bắn cái chung cư bên này. Mình muốn bể hết cái chung cư bên kia luôn rồi. Trời ơi. Dương đông kích tay à. Lại là rương trống nữa nè. Cay thế nha. Rồi luôn, ở đây mình thấy có khá là nhiều quái nè. Mình sẽ cho thêm một cái đầu đạn hạt nhân xuống đây ha. Thủ tiêu hết, tất cả luôn. Nó. Ồ. Nhưng mà con Reaper vẫn còn sống. What the hell. Reaper trâu vậy. Rồi Reaper đã bị tiêu diệt coi. Hình như Reaper sắp nổ. Ồ, vụ nổ Reaper sao mà bằng đầu đạn hạt nhân mình được. Đây là một vũ khí quỷ diệt hàng loạt á. Khá là hay đó. Ồ, mình đã tìm ra nơi nơi trú ẩn đầu tiên của mình rồi. Đây là nơi giúp mình sống sót qua ngày đầu tiên khi mà bước vào thế giới tận thế zombie nè. Ui, kỷ niệm OV. Lúc trước á thì mình đâu có dám nhúc nhích đâu. Còn bây giờ con nào nhúc nhích đi. Mình cho nó ném 10 nè. Ui, ví dụ mình bắn một đầu đạn hạt nhân xuống đây có nào bể luôn cái tòa tháp này luôn không ta? Mình nghi quá à. Thử nha. Bắn xuống đây. Ui. Bể thiệt. Các bạn coi này, nó còn có cái chớp ở trên thôi à. Cái này ghê lắm á, ví dụ mà mình bắn ở dưới là mình chết luôn á, không giỡn đâu. Nó cực kỳ dữ luôn. Để chứng minh sức mạnh thực sự của cái loại vũ khí hạt nhân này thì chắc mình sẽ làm thêm một bài test đối với con rồng Ender này ha. Rồi, thêm một cái đây nữa. Ok. Rồi, lần này thì hết lắc rồi nè. Ui. Sao con người Ender nó cứ cà khịa mình đấy nhờ. Mà bây giờ không phải là người Ender thường mà người Ender đột biến thôi. Thế giới kết thúc bây giờ đáng sợ hơn mình tưởng á. Rồi, con rồng chuẩn bị đi. Hôm nay mình sẽ đãi con rồng món đầu đạn hạt nhân. Ui da. Ui. Chưa gì mà nó đãi mình cái pha lê ăn thôi. Oh no. Nguy hiểm quá. Phải bắn mấy cái pha lê trước. Nó sắp đáp sao? Nó sắp đáp kìa. Ui, nó không đáp, cay thế. Trời ơi, sống đáp đi. Đáp bắn mới dễ trúng được. Bây giờ nó bay bay bắn hụt uổng. Tại mà mình hơi nấp cái vụ canh á. Nên mình muốn bắn chắc cú một phát một à.
Để test thử coi coi. Nè nè nè, nó chuẩn bị đáp sao nè. Đâu rồi, đâu rồi? Không có thấy đường. Cây thế nha. Đây rồi, đây rồi. Bắn thử. Cái gì? Đầu đen nhân gì kia? What the hell? Bắn xong cung gồng nó quay 360 độ rồi. Wow. Các bạn ơi, con rồng mình chỉ cần một đầu đạn thôi là có thể hạ được nó rồi. Mình không ngờ là mình có thể one shot được con rồng Ender đây. Lần đầu tiên one shot rồng Ender. Ui, tức ghê luôn á. Lần đầu tiên mình one hit con rồng Ender. Bằng loại vũ khí cực xịn mình á. Còn tới hai cái pha lê mình chưa phá nữa kìa. Mọi kệ cho luôn á. Cho nó trưng bày đó luôn đi. Được thêm một cái vảy rồng các thứ ha, về làm kiểu. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tìm thành phố kết thúc. Tại vì từ bữa tới giờ mình chưa khám phá thành phố kết thúc á, nên giờ mình tranh thủ qua đây thì mình có dịp mình đi tìm luôn ha. Phóng qua. Ở đây rồi, đây rồi. Thành phố đầu tiên, có thuyền không? Có thuyền kết thúc luôn. Nice. Ôi. Được nha, được nha. Mấy bé Sugar thì ngoan ngoan, anh thương. Anh không bắn, chứ đừng để nóng. Anh mà nóng thì các cưng tự hiểu kết quả đi nha. Rồi lấy cái đầu trước. Tại vì lấy cái đầu về có gì mình treo lên. Nó cạp 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 nhìn vui lắm. Hello, ui ui nó bắn, dám bắn mình hả? Là hello đàng hoàng, hello gì đó. Chủ yếu là lướt thử coi coi đồ trong thành phố nó có gì giàu có hay không thôi. Nhưng mà mình thấy nó cũng không có giàu lắm á. Ồ, oh, nó cho khẩu súng gì á. Ồ, oh, một khẩu súng sniper. Wow. Ui, khẩu súng này nhìn ná ná khẩu bắn tỉa nhà mình á. Nhưng mà được cái là nó nhẹ hơn á, cầm nó cái là thoải mái luôn. Ui, cũng không. Ồ, vậy là trong tòa tháp chỉ có sắt vàng các thứ thôi ha. Có đồ sửa chữa không? Không có đồ sửa chữa luôn. Mấy con Sugar này bắn bắn không? Bắn bắn hả? Bắn nè. Bị một viên là đi. Bị một viên là đi mà cứ cà khịa. Rồi mấy cái chỗ khác thì hết rương ha. Khẩu này là KCA Smart 50 đúng không? KCA Smart 50. À nó đây, nó đây. Đạn của nó làm từ thạch anh với fire glass ha. Ủa? Không, đạn nó từ thuốc súng thôi. Quên quên, công thức chế tạo nó mới từ hai cái thứ đó. Rồi làm luôn. Đạn khá là rẻ ha. À đây đây đây, gà đạn được rồi. Wow wow. Ui, sao giật thế? Ủa, mình mới bắn chết con gì á? Ủa? Mình mới bắn chết con gì ở đây á? Nè! Ủa, mới bắn chết con gì á? Với mấy con mà nhiều máu như con này coi, 30 máu. À, 30 máu vẫn hạ gục được nè. Sát thương của nó là chỉ có 28 thôi mà bắn con 30 máu vẫn chết này. Ồ, tới con này thì không chết. Ồ, con này tới chập mấy máu không chết là phải rồi. Nhưng mà một viên của nó gần 100 máu nha. Cái đam của nó hơi ảo nhá. Và như vậy, trong ngày hôm nay thì mình đã cho các bạn biết được sức mạnh của những loại vũ khí chứa đầu đạn hạt nhân. Nó cực kỳ là bá đạo luôn. Nhưng mà cái này á, mình phải sử dụng nó hợp lý nha. Ví dụ mà mình dùng gần nhà là không ổn nè. Cái nhà mình có chút ẻn à, mà nó bắn cái đùm một phát chắc còn cái nịt quá. Nhiều khi mất luôn cái nịt ấy. Nên phải thật là thận trọng khi mà sử dụng khẩu rocket mà gắn đầu đạn hạt nhân. Đồng thời thì mình cũng có nhặt được một khẩu KCA Smart 50 này. Bắn nó cũng khá là ok chứ. Mặc dù nó hơi giật xíu ha. Trong thời gian sắp tới chắc mình sẽ chủ yếu nghiên cứu thêm về vũ khí hạt nhân đó. Tại vì mình thấy nó cực kỳ mạnh để có thể chống lại zombie lúc mà nó ngày càng đột biến ha. Rồi và mong rằng mình sẽ sớm làm được điều đó. Còn giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.